Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 16 tháng 8 năm 2019, Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với quý vị một tuyệt phẩm bằng gỗ hương đá của Nam Phi. Đó là một bộ nội thất phòng khách gồm có một bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê, cột 12, chân 14 và gồm có 10 món, và đây là hàng siêu khủng của Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Cái mẫu này cũng là cái mẫu đặc biệt, mẫu năm 2019 mà chúng tôi vừa cho ra mắt. Đầu năm nay chúng tôi cho ra mắt một bộ mẫu tương tự như này. Nó chỉ hơi khác một chút ít. Đó là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê bằng gỗ mun, cột 12 chân 14, hàng yếm căm, hàng siêu VIP. Chúng tôi đã bán cho anh Minh ở Sài Gòn. Và ngày hôm nay, ngày 16 tháng 8 2019, chúng tôi cho ra mắt bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê, cột 12 chân 14, yếm căm, hàng siêu VIP, siêu khủng bằng gỗ hương đá. Được Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần mộc và đang trưng bày tại xưởng sản xuất nằm tại làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và sau đây, cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi sẽ cùng với quý khách bước ra độ khoảng 10 đến 15 phút để đi vào đường nét chi tiết của bộ bàn ghế siêu VIP này, siêu khủng này. Ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của sản phẩm siêu đẳng cấp của đỉnh cao này. Đây là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê yếm cong, hàng siêu khủng, được đục chạm thủ công bằng tay 100%. Và cái phần yếm đây, chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Thì trước khi đi vào đường nét chi tiết, chúng tôi xoay quanh một vòng để quý vị không bị nhàm chán khi xem cái video clip này. Đi xoay quanh một vòng, toàn bộ hàng đục chạm thủ công bằng tay từ những cái đôn mà chúng tôi làm rất chi là đẹp, rất chi là đẳng cấp. Và làm chúng tôi làm không tiếc công và không tiếc gỗ. Gỗ là chúng tôi chọn lọc là từ A đến Z, từ đầu chí cuối, từ chân cho đến mặt. Và vân gỗ thì cũng không còn gì để mà bàn cãi nữa. Đấy, quý vị có thể thấy được trên màn hình đây, không còn gì để bàn cãi nhiều về vân gỗ. Và chúng tôi sẽ cùng đi xoay quanh một vòng xung quanh bộ ghế này. Đây, được đục chạm hai mặt, đục chạm tứ diện luôn, được đục chạm tứ diện, rất đẹp, rất đẳng cấp và đỉnh cao. Và hiện tại bộ bàn ghế này là cái mẫu chúng tôi cho ra mắt để làm mẫu và chưa có chủ nhân. Và sản phẩm này quý khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu hãy liên hệ với Thành Luân chúng tôi để được sở hữu bộ sản phẩm siêu đỉnh cao này, cực kỳ đẳng cấp và đỉnh cao. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của sản phẩm siêu đỉnh cao này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Và mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng kích vào đường link ở phía dưới phần mô tả video clip này. Chúng tôi sẽ để tất cả các hình ảnh chi tiết của sản phẩm này ở phần mô tả video clip. Tất cả hình ảnh chúng tôi đăng nhập lên fanpage của Đồ gỗ Thành Luân. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Bộ gồm 10 món, 2 đôn nhỏ, một ghế dài, 4 ghế đơn, một bàn và 2 đôn kẹp. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của chiếc ghế dài đầu tiên, chiếc đoạn dài. Và về thông số kỹ thuật, quý khách nhìn sơ bộ này thì chắc chắn là không thể đoán được cái thông số kỹ thuật nó dày dặn và nó đẳng cấp như nào. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Trước tiên về phần thông số kỹ thuật, về phần thông số kỹ thuật thì chúng tôi là ván mặt này dày đậu 2 phân này, được chọn vân gỗ rất đẹp, ván mặt dày 2 phân. Và khuôn mặt vẫn như thường lệ, hàng VIP của Thành Luân chúng tôi là dày 4 phân. Và phần chân này chúng tôi làm chân vuông 14 phân, chân vuông 14, tay 12, chân vuông 14. Và toàn bộ chân này được đục chạm thủ công, chân 5 móng, chân này đục chạm thủ công rất đẹp. Và phần yếm này chúng tôi là làm rất dày, yếm để vanh cong này nó phải dày là đến là 5 đến 6 phân gỗ, chúng tôi mới có thể vanh được cái bộ yếm nó đẹp và đẳng cấp như này. Yếm cong rất đẹp, rất đỉnh cao luôn. Đây là một tuyệt phẩm mang thương hiệu Đồ gỗ Thành Luân. Và chúng tôi chỉ còn được khoảng hơn một tháng nữa thôi là chúng tôi sẽ phải bàn giao hai bộ bàn ghế mẫu y hệt như này bằng gỗ mun hoa da báo cho hai khách hàng. Một khách hàng ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, và một khách hàng ở Phú Thọ. Và đây, tiếp theo là đường nét của cái này. Đây là phần yếm này, sang đấy cổ này, sen dẻo này, đục nhiều các bộ đỉnh rồng ở trên thị trường, không thể so sánh được với cái tầng dưới này của cơ sở Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đấy, rất đẹp, rất nhiều tầng cổ. Và phần tay đục này,
Đây, quý khách có thể thấy đây, tay toàn bộ là tay liền hết. Và có những tay đây, tay đục thủ công, rất đẹp luôn. Nó rất đẹp về hình cao. Và phần trương nữa, phần này là cái phần chúng tôi cũng có cải tiến một chút so với cái mẫu mà bộ của anh Minh ở Sài Gòn mà có mun. Đó là cái phần đầu nghe này chúng tôi quay mặt ra ngoài. Bình thường là nghe là đuổi theo một hướng thôi, nhưng mà bộ này chúng tôi sẽ làm cải tiến một chút. Và cái phần phông tựa này là dày 4 phân rưỡi, được đục chạm thủ công tinh xảo và sắc nét. Và những cái trống này, những là chú nghe vần câu. Toàn bộ là hàng được đục chạm thủ công tinh xảo và sắc nét, cực kỳ là đẳng cấp và đỉnh cao. Và đây là một sản phẩm đã mang lại nhiều cái thương hiệu, đã mang lại nhiều cái tai tiếng cho đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Rất đẹp, rất đỉnh cao. Và quý khách nào có nhu cầu về bộ sản phẩm trên vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888, hoặc quý khách có thể về trực tiếp tại hai cơ sở của Thành Luân chúng tôi để chiêm ngưỡng. Cơ sở 1 nằm tại làng Nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 chúng tôi ở số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đây, hàng Yến Phong rất đẹp, rất đỉnh cao. Và quý khách đừng quên đăng ký, subscribe, like và chia sẻ kênh của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để liên tục nhận được các thông báo mới nhất về các sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Mỗi một ngày chúng tôi cập nhật rất nhiều các sản phẩm. Hiện nay tắt hơn cái quạt cái. Khô khô hết luôn rồi. Rất đẹp. Rất đẹp, rất đỉnh cao và đẳng cấp. Một sản phẩm mang thương hiệu đồ gỗ Thành Luân. Từ cái đôn ngồi, quý vị có thể thấy được cái dáng cái đôn này, chúng tôi làm cũng rất lâu công. Để làm được một cái bộ bàn ghế như này thì chúng tôi phải mất gấp đôi, gấp ba lần thời gian làm các bộ thông thường. Và chiếc bàn cũng vậy, bàn độ rất lớn và bàn làm yếm cong. Toàn bộ là được vành cong rất đẳng cấp, mang cái đường led rất chi là mềm mại và khỏe khoắn, chân 14. Và các cái mẫu sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao này luôn luôn là do cơ sở đồ gỗ Thành Luân tôi là một đơn vị chuyên thiết kế và làm ra các cái mẫu đẹp đẳng cấp như này trên thị trường, lúc nào cũng là các sản phẩm đi sau so với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Và Thành Luân chúng tôi làm các sản phẩm này lên thường thường là rất nhiều các đơn vị là lấy mẫu của chúng tôi để sản xuất. Rất đẹp, rất đỉnh cao. Phần vách tựa này đục tùng trúc cúc mai hồng đào. Xem mình ra mày cái khám nó thiếu một đoạn đấy rồi. Dạ. Thiếu một đoạn đuôi rồi. Đuôi á? Ừ. Bây giờ đấy, tìm lại cháu đi. Tìm đâu? Làm tìm cho mày có. Không đi ra thì cảm thiếu rồi nào. Còn cả một cái ván hậu ở đằng sau, ở ngoài cửa hàng ván hậu. Ừ, hay là hay ở ngoài đấy không? Hôm nay ngày 16 tháng 8 2019. Đây là phía sau của chiếc ghế dài, được đục chạm tứ diện rất đẹp và rất đẳng cấp. Bộ sản phẩm trên Thành Luân chúng tôi là đang trưng bày tại xưởng sản xuất của Thành Luân, nằm tại làng Nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đục chạm tứ diện, bốn mặt như nhau. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại là bộ ghế này là chưa có chủ nhân. Khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân để sở hữu. Liên hệ chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Quý khách cùng đăng ký kênh của đồ gỗ Thành Luân tôi để liên tục nhận được các thông báo mới nhất về các sản phẩm chúng tôi cập nhật hàng ngày. Mỗi một ngày chúng tôi cho ra mắt và cập nhật rất nhiều các sản phẩm
mới lạ và độc đáo, đặc sắc. Quý khách cùng đăng ký kênh để liên tục nhận được các thông báo về sản phẩm mới nhất, thì luôn chúng tôi cập nhật hàng ngày. Và phía bên cạnh đây cũng là một bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê bằng gỗ mun, cũng có 10 món cột 12 hàng siêu VIP của gia đình nhà chú Phượng đến từ thành phố Thanh Hóa. Chú Phượng đến từ thành phố Thanh Hóa đã đặt hàng từ gỗ Thành Luân. Hôm nay chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện để bán ra. Tôi xin nhắc lại hôm nay là ngày 16 tháng 8 2019, chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 12 gồm có 10 món hàng siêu VIP chân 14 và yếm cong dạ cong. Hàng đục chạm thủ công, kênh bong moi móc và đục chạm thủ công 100% bằng tay. Và đây là mặt hàng siêu phẩm, cái mẫu này mẫu năm 2019 chúng tôi mới cho ra mắt. Và thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn các khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.